Xin chào mọi người, mình là Thiên Lý, chuyên về bên lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe toàn diện. Hiện tại là Lý đang đi du lịch các anh chị ạ. Và cho dù là đi bất cứ đâu thì Lý luôn mang theo hai bảo bối bên mình, đó chính là viên thải độc tế bào Lipac và cái Marine Omega 3. Thì rất là nhiều anh chị thắc mắc là không hiểu tại sao Lý có thể sử dụng một cách liên tục và đều đặn như vậy. Cái mấu chốt ở đây đó là bản thân Lý rất là mình mong muốn là mình khỏe mạnh để mà mình có thể phòng tránh được tất cả mọi loại bệnh tật. Và Lý rất là hiểu đó là khi mà mình đang khỏe mạnh như thế này, đúng không? Mình có thể đi đây đi đó, là cái thời điểm tốt nhất, là cái lúc mà mình tốt nhất để mà mình chăm sóc sức khỏe của mình, để mà mình phòng bệnh là tốt nhất. Chứ còn mình đợi đến lúc mình bị bệnh mình mới chăm sóc thì như vậy nó hơi trễ rồi các anh chị ạ. Và để giúp cho mình được khỏe mạnh các anh chị, ngoài cái việc mà thải độc mà Lý vẫn chia sẻ rất là đều đặn như thế ra, thì thêm một cái từ khóa nữa, đó chính là về dinh dưỡng. Thì dinh dưỡng đó là mình sẽ ăn thiên về thực vật là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cho dù mình có ăn uống như thế nào thì Lý hiểu là mình sẽ không thể đủ chất được. Và khoa học người ta cũng chứng minh rồi các anh chị, một ngày cơ thể của mình thì nó cần khoảng hơn 90 loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa khác nhau. Nhưng mình ăn á, cho dù là mình có ăn giỏi như thế nào, ăn một cách kỹ lưỡng khoa học như thế nào, thì mình cùng lắm chỉ có cung cấp được cho tế bào của mình khoảng là từ 40 đến 50 loại thôi. Thì khi mà tế bào của mình nó không có được đủ chất thì nó sẽ bị yếu đi này, sức đề kháng nó bị giảm đi. Nên là Lý sẽ cung cấp thêm cho nó là cái viên thải độc tế bào này. Thì một viên như thế này các anh chị, nó sẽ có khoảng hơn 40 loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa khác nhau. Một gói thì nó sẽ có 6 viên, 3 viên buổi sáng, 3 viên buổi tối, và mình sẽ sử dụng trong 3 ngày các anh chị nhé. Thì khi mà Lý uống một cái viên này vào các anh chị, bởi vì nó đã được loại bỏ hết những cái chất không tốt ở trong những cái loại rau củ quả ra, nó chỉ lấy những cái vitamin và khoáng chất thôi. Vậy nên khi mà Lý uống vào thì cái đường ruột của mình thì nó chỉ mất khoảng là từ 10 đến 15 phút để nó thẩm thấu trực tiếp vào trong thành đường ruột của mình và đưa trực tiếp đến cho tế bào và giúp cho tế bào được khỏe mạnh hơn, đúng không ạ? Những cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể của mình được diễn ra tốt hơn. Tuy nhiên đó, nếu như mà cái tế bào của các anh chị nó chưa được sạch, nó đang còn có nhiều độc tố, thì khi mà mình uống cái viên này vào, nó sẽ đào thải độc tố từ cái cấp độ tế bào ra, nó làm sạch cái tế bào của mình và sau đó nó đưa cái những cái vitamin khoáng chất ở trong đây vào. Nên là mọi người vẫn có thể vẫn nghe Lý hay gọi đây là viên thải độc tế bào các anh chị nhé. Thì thời gian đầu khi mà mình dùng thì cơ thể của mình nó có thể là nó hơi đào thải độc tố một chút, giống như khi mà các anh chị uống cái nước ép chẳng hạn. Vì đó là vì bản chất của cái rau củ quả nó là như thế các anh chị ha. Sau một thời gian khi mà mình cơ thể của mình nó đã sạch độc tố rồi thì Lý vẫn duy trì dùng rất là đều đặn, bởi vì về cái viên này thì căn bản nó chỉ là dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của mình thôi, nên là mọi người nhớ bổ sung cái viên này. Cái loại thứ hai mà Lý dùng với các anh chị đó chính là Marine Omega 3. Thì Lý khuyên mọi người đều nên dùng cái này, đặc biệt là các chị em phụ nữ, đúng không ạ? Bởi vì cái Marine Omega 3 này các anh chị, nó là một cái dạng chất béo tốt, chất béo có lợi cho tế bào và cho cơ thể của mình. Thì tuy nhiên thì có rất là nhiều chị vì sợ mập này, hoặc là mình muốn giảm cân, nên các chị đã cắt bỏ toàn bộ tất cả những cái nguồn chất béo ra khỏi cái thực đơn ăn uống hàng ngày của mình. Thì thực ra các anh chị, có chất béo thì nó cũng có chất béo không tốt, khi mà các anh chị loại bỏ ra thì nó là ok, đúng không ạ? Ví dụ như là những cái đồ ăn dầu công nghiệp này, hay là những cái mỡ của từ cái động vật bốn chân chẳng hạn, nó không được tốt cho cơ thể thì chúng ta hạn chế hoặc là mình loại bỏ ra. Tuy nhiên đó các anh chị, thì những cái loại chất béo tốt, ví dụ như là chất béo từ cá này, hay là chất béo từ dầu dừa ép lạnh, hoặc là dầu ô liu, hay là từ các loại hạt, thì chúng ta lại nên bổ sung cho cơ thể của mình. Cho dù là các anh chị đang muốn tăng cân, giảm cân, hay là muốn như thế nào, thì đó là những cái mà cơ thể của mình rất là cần, nên là các anh chị cần duy trì bổ sung cho cơ thể của mình các anh chị nhé. Còn cái loại Marine Omega 3 mà Lý đang sử dụng ở đây các anh chị, thì mỗi ngày Lý sẽ sử dụng khoảng là từ 1 cho đến 2 viên, nó dạng như thế này thôi các anh chị. Đó, uống và nó rất là tiện lợi luôn. Thì ở trong này các anh chị, cái thành phần omega của nó rất là cao là thứ nhất. Thứ hai là khi mà các anh chị uống vào á, thì nó sẽ giúp là làm sạch cái mạch máu của mình này, tốt cho não, tốt cho mắt và tốt cho tim mạch. Đặc biệt là các chị em phụ nữ, nếu như mà ai mà mình quan tâm đến làn da, mình muốn là làm sao cho da của mình nó luôn được căng mướt, hồng hào và mình trẻ lâu hơn, thì đừng bao giờ mọi người bỏ qua cái Marine Omega 3 này nhé. Bởi vì cái này các anh chị, thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ kích thích cho cái tế bào da của mình, nó sản sinh ra cái collagen và elastin. Nên là Lý không có sử dụng collagen mà mình sử dụng cái omega 3 này cho da của mình luôn. Đồng thời thì nó sẽ giúp cho cái da của mình giữa những cái lớp da nó không bị mất nước, đúng không ạ? Nó không bị mất nước giữa những cái lớp da. Đó là lý do vì sao khi mà các chị dùng một thời gian á, da của các chị nó rất là căng mướt, nó rất là đẹp, đúng không ạ? Là đó chính là cái lợi ích rất là lớn của omega. Tại sao mà Lý khuyên là các chị em phụ nữ rất là nên sử dụng về cái omega
Omega này, thì đây là hai cái sản phẩm mà thật sự là cho dù mình đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ cái gì thì Lý luôn cố gắng là bổ sung cho cơ thể của mình. Thì Lý sẽ uống sau bữa ăn sáng và sau bữa ăn tối, mỗi một lần, mỗi một loại là một viên như vậy, thì rất là nhanh và rất là đơn giản, thì mình có thể hoàn toàn yên tâm. Mình sẽ ăn uống, mình sẽ kỹ một chút là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho dù kỹ rồi nhưng mình cũng không thể hoàn toàn là mình nghĩ là mình đủ chất được, mà mình sẽ song song với cái việc là uống bổ sung dinh dưỡng nữa, để vừa ăn uống và vừa cái dinh dưỡng bổ sung nó sẽ bổ trợ lẫn nhau để giúp cho cái cơ thể của mình nó đủ chất. Nếu như mà anh chị nào mà đang muốn sử dụng hai loại này và cần Lý là đặt cho các anh chị hàng chính hãng từ công ty đấy, thì các anh chị cứ để lại số điện thoại hoặc là gọi cho Lý qua số là 0967 937 564 để Lý hỗ trợ cho các anh chị nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.